Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một ứng dụng của kit ESP8266. Hôm nay thì bên mình sẽ sử dụng là kit Wi-Fi Arduino ESP8266. Chính là kit này. Trên kit này thì sử dụng là ESP8266 12E. Ở đây mình có dùng module L298, pin và một mô hình robot 4 bánh xe ở đây. Thì hôm nay mình sẽ demo cho các bạn một cái ứng dụng của kit ESP8266, đây là làm một chiếc xe điều khiển từ xa qua mạng. Ở đây có thể là mạng Wi-Fi, mạng 3G tùy vào các bạn. Vẫn như cái ứng dụng trước thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng là AppLink kết hợp với ESP8266. Đây là phần code mà chúng ta sẽ nạp cho ESP. Thì đối với ứng dụng Blink thì cái code để nạp xuống thì tất cả ứng dụng nó đều sẽ như nhau. Các bạn chỉ là khai báo và khai báo cấp cho nó cái mã của ứng dụng Blink và khai báo cho nó cái địa chỉ cái Wi-Fi nó sẽ kết nối vào. Xong đấy khởi động để cho nó chạy với ứng dụng Blink. Còn tất cả các ứng dụng mà với ứng dụng Blink thì chúng ta đều sẽ khởi tạo như thế này. Nó chỉ khác nhau ở cái vấn đề là các bạn sẽ ra chân ở trên cái Blink như thế nào thôi. Đây thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng là kit Arduino ESP8266, hai cái joystick. Đây thì các bạn có thể xem cụ thể hai cái joystick này. Đây cài đặt cụ thể. Thì mình sẽ sử dụng mình sẽ chỉ sử dụng một trục của joystick này thôi. Đây các bạn thể xem. Ở đây mình sẽ cấu hình nó vào chân D3. Tương ứng thì mình sẽ cắm D3 ở trên chân kia. Ở đây nó có là auto run, tức là nó sẽ tự động trả về vị trí giữa. Khi bạn thả tay ra thì ở đây mình chọn, mình để là không auto run, không trả về. Đây là một cái, còn một cái nữa đây. Đây là trên chân D6. Thì mình sẽ sử dụng hai joystick này để điều khiển tốc độ của hai bên bánh xe, một bên này và một bên này, qua L298. Ở đây mình có hai công tắc ở trên, hai nút bấm ở trên chân D4 với D5 là dùng để điều khiển tiến lùi. Thì đặc điểm của L298 là khi mà ta cấp mức cao thấp vào bốn chân này thì nó sẽ đảo chiều của động cơ. Sau đây thì mình sẽ demo cho các bạn xem là mình sẽ sử dụng điện thoại kết nối Wi-Fi và điều khiển cho cái xe này hoạt động. Thì ở đây L298 thì khi ta kích hai bên đều là mức cao cả thì nó sẽ không chạy. Thì ở đây mình sẽ tiến hành là bỏ mức cao đi và đẩy cho chiếc lên, thì các bạn có thể thấy ví dụ mình muốn rẽ phải chẳng hạn thì mình sẽ kéo bên này chạy chậm lại và giữ nguyên tốc độ bên này thì xe chúng ta tiếp tục chạy phải. Bạn được xem đây.
Bye.